chào các anh chị em nhà đầu tư. Thì gần đây Phục đã nhận được rất là nhiều yêu cầu của các anh chị em về việc làm các cái báo cáo phân tích mẫu hay là các cái báo cáo đánh giá về báo cáo tài chính và định giá cổ phiếu. Thì hôm nay Phục sẽ trao đổi với các anh chị em nhà đầu tư về chủ đề phân tích báo cáo tài chính và định giá cổ phiếu TDM một cách là nhanh chóng. Sau đây thì nội dung gồm có 5 phần chính như sau. Thứ nhất là đọc báo cáo tài chính của TDM. Thứ hai là phân tích sức khỏe tài chính của TDM. Thứ ba là phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và hiệu khả năng sinh lời của TDM. Thứ tư là đánh giá cái dòng tiền của TDM. Và cuối cùng thứ năm là định giá cổ phiếu TDM theo phương pháp PE. Trước tiên là về giới thiệu qua một chút về TDM. Thì đây là một doanh nghiệp cấp nước ở tỉnh Bình Dương với công suất cấp nước ước tính đến 2020 có thể đạt 230.000 mét khối. Thì hiện nay thì TDM đang cung cấp nước với cái công suất thiết kế là 130.000 mét khối. Nhưng thực tế thì công ty đã thực hiện khai thác lên đến khoảng trên 150.000 mét khối một ngày đêm trong nửa đầu năm 2019 này, do là cái cầu về nước ở Bình Dương lớn hơn cung rất nhiều. TDM rất là thuận lợi khi hoạt động trong tỉnh Bình Dương. Đây là một trong những tỉnh có tốc độ đô thị hóa và thu hút FDI lớn nhất Việt Nam. TDM cùng với BWE là hai cái doanh nghiệp độc quyền về cấp nước cũng như là bán nước cho từng cái hộ tiêu dùng cuối cùng ở Bình Dương. Và thứ ba nữa là cung nước thì ở Bình Dương luôn luôn không đủ cầu, khiến cho các nhà máy cũ của TDM như Phục có trình bày lúc nãy hoạt động lên đến 130% công suất năm 2018 và đầu 2019. Và thứ tư là ngày 22 tháng 2 năm 2018 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 04/2018 quyết định Ủy ban Nhân dân cho phép BWE tăng giá nước cho người dùng cuối cùng thêm 5% trong cái giai đoạn 2018 đến 2022. Thì sau quyết định này thì TDM và BWE đã đạt thỏa thuận với nhau để TDM sẽ tăng giá bán nước cho BWE thêm 5% mỗi năm trong cái giai đoạn này. Thì chính những cái điều kiện rất là thuận lợi như thế này khiến cho TDM trở thành một cái cổ phiếu mà có tiềm năng tăng trưởng khá là tốt trong cái giai đoạn 2018 đến 2022. Sau đây là Phục sẽ cùng với anh chị em vào đọc báo cáo tài chính của TDM. Quả thực mà nói thì cái báo cáo tài chính quý 3 2019 khi đưa ra thì đọc nó cơ bản là không có nhiều cái sự đặc biệt ngoài cái việc TDM sở hữu cho mình những cái tài sản ẩn rất là tốt. Trước tiên là về tài sản dài hạn thì cái chi phí xây dựng dở dang đấy ạ, 242V.11 đấy ạ. Thì của TDM tính đến hết tháng 9 năm 2019 thì đang là 105 tỷ đấy ạ. Khi chúng ta nghiên cứu kỹ chi tiết thì đây chính là cái nhà máy nước Dĩ An 3 đang được xây dựng và dự kiến tháng 12 tới là đưa vào hoạt động. Và cái điểm đáng chú ý thứ hai trong cái cơ cấu tài sản của TDM đó là TDM đầu tư rất lớn vào công ty liên doanh liên kết với 701 tỷ và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với 160 tỷ trên tổng số tài sản có khoảng độ 2.200 tỷ mà cái số lượng đầu tư tài chính này nó đã lên đến hơn 860 tỷ rồi. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết xem rằng TDM đầu tư vào cái gì và như thế nào. Trước tiên là về chi phí, khoản mục chi phí xây dựng dở dang 104.3 tỷ này chính là cái dự án xây dựng nhà máy nước Dĩ An 3 giai đoạn 3 với cái công suất 100.000 mét khối ngày đêm và dự kiến rằng đến tháng 12 năm 2019 này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động, thì sẽ nâng cái công suất của TDM lên là khoảng 230.000 mét khối ngày đêm. Tiếp theo là về cái khoản đầu tư tài chính dài hạn của TDM thì rất đáng chú ý đó là TDM sở hữu 57,75 triệu cổ phiếu BWE với giá thị trường khoảng độ 1.493 tỷ. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy ở đây giá trị ghi sổ có 696 tỷ thôi. Tức là cái giá trị thị trường đã cao hơn giá trị ghi sổ lên đến hơn 700 tỷ. Nhưng TDM chỉ ghi cái giá trị đầu tư mà thôi. Chính vì thế đây là một cái khoản tiềm ẩn lợi nhuận có thể ghi nhận rất là cao trong tương lai, hoặc sẽ mang lại những cái kết quả kinh doanh rất tốt từ cái BWE cho TDM qua các năm. Tiếp theo là TDM cũng sở hữu 12,05 triệu cổ phiếu của nước Đồng Nai đấy ạ. Cổ phiếu nước Đồng Nai với giá vốn là 160,5 tỷ. Tuy nhiên với giá thị trường của nó hiện nay là khoảng 220 tỷ, tức là với giá cổ phiếu 18.500 đồng một cổ phiếu ấy, TDM cũng có được cái sự chênh lên đến 60 tỷ đồng rất lớn. Thì như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy từ cái tài sản tài chính dài hạn này của TDM
đã có cái sự chênh lệch so với giá trị ghi sổ lên đến 760 tỷ đồng, rất là hấp dẫn và kỳ vọng là sẽ mang lại nhiều cái hiệu quả trong tương lai. Và quay lại trở lại cái chi phí cơ bản xây dựng Dừa Giang này, khi mà cái nhà máy Dĩ An giai đoạn 3 này đi vào hoạt động thì dự kiến như Phục đã nói rồi thì công suất sẽ tăng thêm 100.000 mét khối trên ngày đêm, thì sẽ góp phần làm cho cái sản lượng bán, doanh thu bán của TDM tăng trưởng rất tốt trong 2 đến 3 năm tới. Ngoài ra, cái khu đất xây dựng các cái nhà máy nước của TDM vẫn còn diện tích đất rất tốt để cho TDM hoàn toàn có thể nâng công suất lên tới 500.000 mét khối trên ngày đêm trong khoảng 10 năm tới. Thì đây cũng là một cái tiềm năng triển vọng tăng trưởng rất tốt khi mà tiêu thụ nước ở Việt Nam vẫn còn rất thấp trên đầu người. Tiếp theo thì chúng ta vào cái phần phân tích báo cáo tài chính của TDM. Trước tiên là Phục sẽ cùng với các bạn đi vào cái phần đầu tiên, đó là đánh giá sức khỏe tài chính của TDM như thế nào. Phục sẽ đánh giá qua 3 cái chỉ số chính, thực ra là 2 chỉ số chính thôi và bổ sung thêm cổ tức tiền mặt. Trước tiên đó là nợ vay trên vốn chủ sở hữu của TDM, có thể thấy rằng từ năm 2014 đến năm 2016 rất là cao, lên đến 155 đến 180% trên cái vốn chủ sở hữu. Tức là ta thử tưởng tượng rằng là với một đồng vốn chủ sở hữu thì công ty này vay tới 1,8 đồng vào năm 2016 đấy ạ. Thì mục đích của họ vay là để xây dựng các cái nhà máy nước, đó là giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Bên cạnh đó là họ vay để mua cái cổ phiếu BWE chiếm cái tỷ lệ phần trăm lớn như hiện nay bây giờ. Và rất là đáng khích lệ, đó là từ năm 2017 trở đi thì cho đến nay thì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của TDM hiện nay còn rất thấp, có tương đương với khoảng 36% thôi. Tức là với 100 đồng vốn chủ thì TDM chỉ nợ có 35,95 tỷ mà thôi. Nguyên nhân đến từ hai nguyên nhân sau. Trước tiên là nợ vay của TDM từ năm 2017 cũng có giảm rất mạnh đấy, giảm từ 869,7 tỷ còn có 553 tỷ vào cuối năm 2018 và 9 tháng 2019 là 565,2 tỷ. Nguyên nhân đến từ TDM đã phát hành được vốn cũng như là lợi nhuận giữ lại tốt và họ trả bớt nợ vay đi. Và cái nguyên nhân thứ hai làm cho tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của TDM giảm rất mạnh, đó là đến từ việc vốn chủ sở hữu của TDM liên tục tăng trưởng rất mạnh qua các thời gian qua. Nếu như năm 2014 chỉ có 236,1 tỷ thôi thì đến năm 9 tháng 2019 đã lên đến 1.572 tỷ đồng, tức là tăng gấp khoảng độ hơn 6 lần đấy ạ. Lý do đến từ các yếu tố sau. Một là lợi nhuận TDM các năm qua cũng rất tốt, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Thứ hai là một cái nguồn lực quan trọng hơn, đó là TDM đã liên tục phát hành tăng vốn để phục vụ cho các cái dự án như lúc nãy Phục có trao đổi, đó là mở rộng các cái nhà máy nước là thứ nhất. Thứ hai là để mua cổ phần của nước Đồng Nai, rồi là của BWE và thậm chí là mua của một vài doanh nghiệp nữa, thì TDM cũng đang có cái kế hoạch này. Về cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu như thế này là đang trở nên rất an toàn, rất tốt ạ. Tiếp theo là tỷ lệ chiếm dụng vốn, thì tỷ lệ chiếm dụng vốn của TDM giảm qua các năm và đến 9 tháng 2019 27,8% thôi. Tuy nhiên nếu nhìn vào đây thì có vẻ là thấy rất xấu, nhưng mà cái bị chiếm dụng vốn về cơ bản là so với quy mô tài sản không quá lớn. Và đặc biệt là cái bị chiếm dụng vốn này của TDM nó không phải là bị các cái khách hàng chiếm dụng hay là bị nhà cung cấp họ chiếm dụng nhiều, mà đơn giản là TDM đã ứng trước tiền cho các cái chủ thầu, cho các cái nhà thầu xây dựng các cái nhà máy cho TDM. Từ đó là tạo điều kiện cho việc tăng trưởng trong tương lai, chứ nó không phải là bị chiếm dụng một cách lãng phí. Chính vì thế cho nên là cái tỷ lệ chiếm dụng vốn của TDM tuy thấp nhưng vẫn rất ok ạ. Và đặc biệt là so với cái quy mô tài sản, so với quy mô vốn nó không là đâu cả. Ngoài ra cái chỉ số thứ 3 Phục bổ sung thêm đây, đó là cổ tức bằng tiền mặt. Thì có thể thấy rằng cổ tức bằng tiền mặt của TDM tăng trưởng qua các năm và ngày càng cao hơn đây. Qua trên đây thì có thể kết luận rằng sức khỏe tài chính của TDM là rất tốt và đang ngày càng cải thiện tốt hơn nữa trong thời gian gần đây, và sau này thì Phục cũng kỳ vọng sẽ tốt hơn nữa. Tiếp theo là về chúng ta đánh giá về kết quả hiệu quả kinh doanh và cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Thì ở đây trước tiên là về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần của TDM có sự tăng trưởng rất là mạnh qua các năm đấy ạ. Nếu 2014 thì khi mới đưa cái nhà máy Dĩ An 1 vào hoạt động
thì được có 19,2 tỷ doanh thu thôi. Thì 2015 đã lên đến 102 tỷ doanh thu, 2016 là 150 tỷ doanh thu, 2017 là 197 tỷ doanh thu, 2018 là 286 tỷ doanh thu. Và 9 tháng đầu năm 2019 thôi thì TDM đã đạt tới 253,11 tỷ doanh thu rồi. Thì cái doanh thu này nó được tăng trưởng hàng năm trung bình đâu đó khoảng trên 40% một năm. 9 tháng đầu năm thì tăng trưởng có 25,44% thôi. Nguyên nhân đến từ các cái nhà máy của TDM đã hoạt động full công suất. Do đó là nó cũng đang cố gọi là tăng công suất đây thì mới được có 25% mà thôi. Tuy nhiên là chúng ta không phải lo ngại lâu, bởi vì tháng 12 tới là cái nhà máy Dị An 3 sẽ đưa vào hoạt động. Thì khi đó là 2020 sẽ có dư địa tăng trưởng rất lớn. Tiếp theo là về lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp của tương tự TDM của TDM cũng tăng trưởng với tốc độ rất là mạnh, rất là cao. Tuy nhiên 9 tháng chúng ta có thể thấy là cái tăng trưởng lợi nhuận gộp của TDM nó giảm rất mạnh đây. Doanh thu thì tăng 25,44% nhưng lợi nhuận tăng có 9,28% đây. Nguyên nhân vì sao lại gì vậy? Vì chính là cái tỷ lệ giá bán của nó tăng rất cao. Mà nguyên nhân giá bán tăng rất cao thì khi nghiên cứu kỹ thì thấy rằng là do TDM thay đổi chính sách khấu hao. Tức là tăng khấu hao từ 36 tỷ cùng kỳ 9 tháng 2018 lên đến 63 tỷ của 9 tháng 2019, tức là tăng gần gấp đôi. Trong khi là cái tài sản cố định đưa vào để vận hành thì nó gần như là không tăng thêm, tăng thêm có một chút thôi. Và điều này cho thấy rằng là TDM đã thay đổi cái chính sách khấu hao của họ để làm giảm cái lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp xuống. Thì điều này là nó chỉ mang tính kỹ thuật thôi chứ nó không mang tính ảnh hưởng gì cả. Và riêng cá nhân Phục thì Phục đánh giá cái việc này nó còn tốt hơn về lâu dài cho TDM, khi mà TDM cũng được hoãn được một cái phần thuế không phải đóng ngay mà để cho tương lai đó. Thì qua đây thấy rằng là doanh thu và lợi nhuận gộp của TDM vẫn tăng trưởng rất tốt qua thời gian, có dấu hiệu chậm lại nhưng mà đây là do dấu hiệu kỹ thuật chứ không phải là do dấu hiệu là doanh nghiệp suy giảm. Tiếp theo là về lợi nhuận sau thuế của TDM thì có thể thấy rằng nếu 2014 đạt có 11,3 tỷ thôi thì đến 2018 đã lên đến 190 tỷ rồi. Và 9 tháng 2019 của TDM đạt 113,54 tỷ, là tăng khoảng độ 25,18% so với 9 tháng đầu năm 2018 đấy ạ. Và nguyên nhân vì sao mà lợi nhuận của TDM lại tăng trưởng mạnh hơn so với lợi nhuận gộp, đó là đến từ việc trước tiên là doanh thu tài chính của TDM thì 9 tháng 2019 thì họ chưa nhận được cổ tức của BWE. Thế thành ra là có cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính thấp hơn so với cùng kỳ của công ty năm 2018 khi nhận được tới 28 tỷ lợi nhuận tài chính. Bên cạnh đó là về chi phí tài chính thì như chúng ta vừa nhìn ở phần sức khỏe tài chính, nợ vay của TDM đã giảm rất là mạnh. Do đó là cái chi phí lãi vay của TDM cũng giảm rất lớn, làm cho chi phí tài chính giảm từ 55,76 tỷ xuống còn 26,27 tỷ, tức là giảm đến gần 30 tỷ nữa. Chỉ chính vì cái chi phí tài chính nó giảm mạnh hơn là cái việc cổ tức nhận được. Thế thành ra làm cho cái lợi nhuận của TDM đã tăng trưởng khá là tốt đấy. Và nếu nhìn trong lịch sử thì thấy rằng lợi nhuận dòng của TDM tăng trưởng rất khủng khiếp, trung bình khoảng 6-70% một năm, rất là tốt. Và tiếp theo thì chúng ta đánh giá đến cái biên lợi nhuận dòng, tức là cái hiệu quả kinh doanh ấy, biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận dòng. Thì có thể thấy là biên lợi nhuận gộp của TDM những năm trước đây thì có cái biên lợi nhuận lên đến 65-70% một năm. Thì đây là mức biên lợi nhuận cao nhất trong các doanh nghiệp nước ở Việt Nam, thậm chí cao hơn cả VCW là một doanh nghiệp rất hiệu quả ở miền Bắc này. Tuy nhiên thì đến 9 tháng thì nó giảm xuống 55,11% đây. Thì nguyên nhân thì cũng như Phục giải thích rồi, đó đến từ việc là công ty điều chỉnh tính chính sách khấu hao thành khấu hao nhanh hơn, làm cho cái giá vốn tăng, từ đó biên lợi nhuận giảm. Nhưng mà thực chất giảm thì biên lợi nhuận thì không hề giảm đâu ạ, vẫn rất tốt. Tiếp theo về biên lợi nhuận dòng của công ty thì cũng khá là cao, tuy nhiên nó cứ biến động lên xuống liên tục này. Nguyên nhân đến từ việc đó là chi phí tài chính qua các năm cũng biến động rất mạnh. Thứ nhất, thứ hai là nguồn thu từ cổ tức được nhận từ BWE và nước Đồng Nai thì cũng biến động hàng năm rất là mạnh, thành ra làm nó không ổn định. Tuy nhiên có thể kết luận rằng là với cái biên lợi nhuận như thế này thì đây là một trong những cổ phiếu hiếm có được cái biên lợi nhuận rất cao như này. Đặc biệt trong ngành nước thì TDM chắc chắn là xếp top nhất nhì rồi, không cần phải nói, thì đây là rất tốt. Tiếp theo là chúng ta đánh giá đến cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của
TDM thì thông qua cái chỉ số ROE, tức là Return on Equity đấy, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, thì có thể thấy rằng qua các năm thì cái ROE của TDM đã tăng trưởng một cách rất là ngoạn mục và rất tốt. Nếu như 2015 chỉ đạt có 13,07% thôi, thì đến năm 2018 đã đạt 23,75%, tức là cao gấp hơn 3 lần so với gửi ngân hàng, thì đây cũng là một mức rất là cao. Đến năm 2019 thì chúng tôi cho rằng là cái ROE thực tế của TDM có thể đạt đến 30% cơ ạ, rất là tốt. Cái ROE này thì hoàn toàn thực chất của TDM nó còn cao hơn nữa cơ, do TDM đã không ghi nhận hợp nhất cái công ty BNWE vào làm công ty liên doanh liên kết của công ty mình, do TDM không có công ty con, thành ra không được lập báo cáo hợp nhất. Còn thực ra là lợi ích thuộc TDM là nó cao hơn so với thực tế ghi nhận rất nhiều. Như chúng tôi tính toán thì lợi nhuận năm 2018 là thuộc TDM đâu đó nó lên đến khoảng 250 tỷ cơ, chứ không phải 190 tỷ thôi. Thành ra là cái hiệu quả sinh lời của TDM là cũng thuộc dạng là những doanh nghiệp hàng đầu trên sàn niêm yết ạ. Thì như vậy có thể thấy rằng kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời ROE của TDM đang ngày càng cải thiện và tăng trưởng rất tốt, và có dấu hiệu tăng trưởng trong tương lai. Đó, thông qua cái nhà máy Dĩ An 3 sẽ đưa vào hoạt động cuối năm nay và đầu năm sau. Và phần tiếp theo tôi sẽ cùng với các bạn sẽ phân tích đánh giá về cái dòng tiền của TDM. Từ năm 2014 đến năm 2019 đấy, thì dòng tiền sản xuất kinh doanh của TDM có âm lớn 2 năm 14 và 5. Thì nguyên nhân đến từ việc do những cái năm này nhà máy đi vào hoạt động vận hành, thành ra dòng tiền của họ bị âm. Tuy nhiên đến 2016, 17, 18 và 9 tháng 2019 thì có thể thấy dòng tiền dương rất lớn và rất tốt. Nguyên nhân đến từ kết quả kinh doanh của TDM như chúng ta vừa phân tích ở trên, tăng trưởng rất khả quan, do đó làm cho cái dòng tiền nó rất tốt. Ngoài ra thì cái dòng tiền này nó lớn hơn lợi nhuận, còn một nguyên nhân đến từ cái khấu hao nữa. Đó, thì như vậy có thể thấy dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của TDM đang ngày càng tốt. Tiếp theo là dòng tiền từ hoạt động đầu tư của TDM thì có thể thấy rằng là chưa một năm nào dương cả, năm nào cũng âm. Như 2014 là âm 226 tỷ, 2015 là âm 75,2 tỷ, 2016 thì âm lên đến 615 tỷ. Thì nguyên nhân đến từ các việc như sau. Trước tiên là giai đoạn 2014 và 2015 là do TDM đầu tư nhà máy nước của họ. Thì đến giai đoạn 2016, 2017 thì chủ yếu đến từ việc TDM đi mua cổ phần của BWE và nước Đồng Nai rất lớn, thành ra là phải đầu tư một cái lượng tiền vô cùng lớn đấy. Thì đến năm 2018 thì cơ bản TDM không đầu tư gì nhiều cả, thế thành ra là cái dòng tiền hoạt động đầu tư âm rất nhỏ. Tuy nhiên đến 9 tháng 2019 thì TDM đã đầu tư rất mạnh vào cái nhà máy nước Dĩ An 3, thế do đó là dòng tiền đầu tư lại tiếp tục trở lại âm mạnh. Thì kỳ vọng rằng là khi đi vào hoạt động thì mạng sẽ mang lại cái tăng trưởng rất tốt cho công ty. Tiếp theo đánh giá về dòng tiền hoạt động tài chính. Thì dòng tiền hoạt động tài chính của TDM nếu như 2014 đến 2017 là liên tục dương rất lớn, nguyên nhân đến từ hai vấn đề sau. Thứ nhất, năm 2014 thì TDM đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn, từ đó lấy tiền đầu tư. Đến năm 2015 thì TDM vừa phát hành tăng vốn và vừa vay thêm nợ để tăng cho cái việc đầu tư ở trên này đấy ạ. Đó. Rồi tiếp theo đến năm 2016 cũng vậy, thì TDM vừa phát hành thêm cổ phiếu, vừa vay nợ thêm rất nhiều để đầu tư lên đến hơn 600 tỷ đấy ạ. Và đến năm 2017 tương tự thì TDM có phát hành thêm cổ phiếu để phục vụ cho hoạt động đầu tư. Do cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đến không đáp ứng đủ hoạt động đầu tư thì họ vay thêm. Đến năm 2018 đây thì dòng tiền hoạt động tài chính của TDM đã âm đến 417 tỷ. Tức là do TDM đã trả nợ vay bớt đi rất nhiều là thứ nhất. Thứ hai là công ty có trả cổ tức rất tốt, từ đó làm cho dòng tiền dương. Và nguyên nhân vì sao dương đây? Vì cái dòng tiền từ năm 2017 của công ty rất lớn, vừa thu được từ phát hành cộng thêm dòng tiền hoạt động kinh doanh trong khi đầu tư không hết. Đến 9 tháng năm 2019 đây thì dòng tiền lại tiếp tục dương, nguyên nhân đến từ TDM đợt vừa rồi có phát hành riêng lẻ cho mấy chục nhà đầu tư về cổ phiếu của TDM và thu vốn để phục vụ cho cái hoạt động mở rộng đầu tư nhà máy Dĩ An 3 của mình, do đó làm hoạt động tài chính dương lẻ. Chúng ta có thể thấy rằng dòng tiền của TDM trước tiên là rất tốt, do dòng tiền hoạt động kinh doanh của họ rất ok. Thứ hai là doanh nghiệp này đang đầu tư mở rộng rất mạnh,
Thì do đó là cái dòng tiền hoạt động đầu tư nó âm và rất phù hợp với tình hình thực tế ghi nhận trên cân đối kế toán, đó là đầu tư nhà máy Dĩ An. Ngoài ra là âm rất lớn đây thì rất phù hợp với thực tế là TDM đã mua cổ phiếu VWE và nước Đồng Nai. Rồi hoạt động tài chính thì do là nó sẽ phải là hoạt động cân đối lại hai hoạt động trên đó. Và hiện nay thì do TDM đã mới phát hành vốn, thành ra cái tình hình sức khỏe tài chính rất tốt như chúng ta bạn ở trên đây. Đây là một doanh nghiệp có dòng tiền về cơ bản được đánh giá rất tốt, rất ok. Tiếp theo thì với việc có đầu tư mở rộng tăng trưởng cái nhà máy Dĩ An 3 công suất lên đến 100.000 mét khối như vậy thì dự báo cho cái kết quả kinh doanh tương lai của TDM như thế nào và định giá của TDM ra sao, thì tôi đã sử dụng phương pháp định giá PE dành cho cổ phiếu TDM. Giả định về lợi nhuận sau thuế đấy ạ, thì lợi nhuận sau thuế năm 2018 tôi tính cả phần của BWE và trừ đi cái phần cổ tức BWE trả cho TDM, thì tổng lợi ích lợi nhuận sau thuế thuộc TDM cả phần ẩn nó lên đến 253 tỷ, và dự kiến năm 2019 là không dưới 315 tỷ, 2020 là không dưới 390 tỷ, và 2021 có thể đạt 490 tỷ, 2022 có thể đạt được 600 tỷ khi mà TDM hoạt động hoàn toàn full công suất của cả giai đoạn 3, Dĩ An 3 đấy ạ. Thì như vậy, với cái vốn hóa hiện tại là 2.579 tỷ này, thì PE forward cho 2019 của TDM đâu đó chỉ 8.2 lần, cho 2020 là 6.6 lần, cho 2021 là 5.3 lần và cho 2022 là 4.3 lần. Và với cái việc là khi chúng ta nắm giữ cổ phiếu 1, 2, 3 hơn 3 năm, thì chúng ta sẽ nhận được cái luồng cổ tức từ TDM rất là cao. Thứ nhất là chúng tôi cho rằng là cổ tức cho trả thực trả trong 2020 là khoảng 10% trên mệnh giá thôi, tức là 95,7 tỷ. Thì đến 2021 thì chúng tôi cho rằng là TDM hoàn toàn có thể trả được 1.500 đồng trên cổ phiếu. Thì đến 2022 hoàn toàn có thể trả được 2.000 đồng trên cổ phiếu. Thì những cái giả định về cổ tức này có thể là chưa hợp lý. Nếu trường hợp là TDM sớm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thêm các cái nhà máy nữa thì điều đó thì hoàn toàn tốt cho TDM thôi. Khi đó thì lợi nhuận sau thuế của công ty có thể tăng, hoặc là lợi nhuận cho các năm sau sẽ tăng tốt thôi. Còn trường hợp hiện tại là tôi đang giả định rằng đến năm 2022 thì TDM chưa có ý định mở rộng thêm nhà máy nước nữa, và tiền kinh doanh được thì họ sẽ mang đi trả cổ tức bớt. Thì như vậy là với cái PE tôi cho rằng là định giá rất khiêm tốn cho 2022, hết 2022 là 8 lần là hợp lý. Thì trong khoảng 3 năm đầu tư, hơn 3 năm đầu tư thì lợi nhuận kỳ vọng đầu tư vào cổ phiếu TDM này khoảng 106.3%, tức là 3 năm, hơn 3 năm một chút, gấp đôi tài sản đấy. Thì trên đây là tôi đã trình bày về việc đọc hiểu phân tích báo cáo tài chính của TBM cũng như là áp dụng vào định giá đơn giản cho cổ phiếu TDM. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công ạ.